Thưa quý vị, thời gian qua thì thị trường bất động sản đã chịu không ít ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19. Tuy nhiên thì nhiều doanh nghiệp bất động sản đã nhanh chóng có những giải pháp để ứng phó kịp thời trước những diễn biến phức tạp của dịch. Thậm chí doanh nghiệp còn cho rằng trong nguy có cơ, dù có khó khăn nhưng thị trường vẫn đang tạo ra nhiều cơ hội. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên với ông Bùi Hiền, Tổng Giám đốc Sutton Homes Việt Nam. Thưa anh đánh giá như thế nào về tác động của dịch COVID-19 đối với thị trường bất động sản nói chung ạ? Như các ngành nghề khác, chúng ta bị chịu ảnh hưởng rất nhiều. Mà nhất là đối với cái bất động sản du lịch thì tôi nghĩ rằng nó ảnh hưởng khá lớn, bởi vì theo những thống kê hiện tại bây giờ thì tỷ lệ khai thác về khách sạn bây giờ đang giảm khoảng 70%. Ấy thì cái điều này nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái bất động sản nghỉ dưỡng. Hoặc là bất động sản cho thuê thì như bạn đã biết thì các cái mặt bằng ở các khu trung tâm thì gần như là tôi gọi là tê liệt đi, bởi vì các cái nhu cầu về cho thuê gần như là không có. Mà nhất là hiện tại bây giờ chúng ta đang trải qua cái giai đoạn là cao điểm về cái cho thuê không có phát huy được hiệu quả. Thưa anh, vậy riêng đối với những doanh nghiệp chuyên về phân phối các dự án bất động sản như Sutton Homes chẳng hạn thì đang gặp phải những khó khăn gì bởi cái tình hình dịch bệnh như thế này? Cũng như các ngành nghề khác, chúng tôi đang gặp rất nhiều các khó khăn, bởi vì như bạn biết thì hiện tại bây giờ gần như là không làm được gì. Công việc mà nó không tốt thì chắc chắn là cái mặt tài chính là phải là khó. Nhưng chúng tôi đều có các quỹ dự phòng để chúng tôi đối phó với giai đoạn này. Chúng tôi chấp nhận trong cái giai đoạn này chắc chắn là chúng tôi sẽ không có lời, nhưng chúng tôi sẽ làm sao đấy để chúng tôi giữ vững được cái đội ngũ nhân viên, về chắc chắn là ở đối với Sutton Homes chúng tôi là một nhân viên không bị cắt. Vậy thưa anh, doanh nghiệp đang có những cái giải pháp ứng phó với dịch bệnh như thế nào và những cái hiệu quả bước đầu ra sao ạ? Trong cái khó khăn thì lúc nào luôn luôn nó cũng có cái cơ hội. Chúng tôi đang đi vào phát triển, nâng cao cái kỹ năng cho nhân viên, xây dựng lại cái hệ thống của chúng tôi nó căn bản hơn. Làm sao đấy để khi mà gặp những cái sự cố thì chúng tôi vẫn có thể đối phó được. Khi mà cái dịch bệnh mà được đẩy lui thì chúng tôi sẽ vững chãi hơn, có nhiều cách làm nó phù hợp hơn với cái thị trường mà khi mà phát triển. Trong nguy lại có cơ, tức là trong giai đoạn này chúng ta vẫn thấy đâu đó những cái cơ hội dành cho các doanh nghiệp, đúng không ạ? Cơ hội này tôi nghĩ rằng nó không phải là cái cơ hội để chúng ta hảo huyền với nó, mà tôi muốn là đây là cái cơ hội thực tế. Đối với đại dịch này thì Việt Nam có làm được rất nhiều cái hay ở đấy. Thì chúng ta đang ở một cái vị thế thương trường quốc tế nó tốt. Nếu như mà đại dịch mà được đẩy lui thì chúng ta sẽ có được cái cơ hội. Chúng ta sẽ thu hút các cái nguồn vốn FDI nó sẽ nhiều hơn, các nhà đầu tư sẽ vào Việt Nam nhiều hơn. Trước đây cái dòng vốn của chúng ta đầu tư qua nước ngoài mua nhà ở các thị trường mới, ví dụ như Úc hoặc là Mỹ, thì bây giờ có thể là những cái dòng vốn đó nó sẽ quay ngược lại, đổ lại ở Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái cơ hội. Rồi cái điều nữa, những nhà phát triển về bất động sản, người ta sẽ có khoảng thời gian người ta nhìn lại những cái gì mà mình đang mắc sai lầm, thì sẽ có cái biện pháp tốt cho cái khi thị trường nó phục hồi. Rồi cái sản phẩm nó cũng sẽ tập trung vào nó chất lượng hơn. Ở cái giai đoạn này thì theo ghi nhận thị trường thì cái mức giá bất động sản vẫn không giảm so với trước, trong khi những cái thị trường khác mà có diễn ra dịch bệnh thì họ lại bị giảm. Vậy điều này có chứng minh cho sức hút của thị trường bất động sản Việt Nam hay không? Đối với cái mức giá thì nó lại ở một cái khía cạnh thị trường. Điều đó chứng tỏ nhu cầu về nhà ở nó vẫn là cao. Bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản cho thuê thì đấy là những cái nhu cầu nó, thí dụ như là bạn đi du lịch, rồi bạn đi ăn chơi, thí dụ như vậy. Thì các cái đấy thì chúng ta hiện tại thì chúng ta đang giảm xuống. Nhưng đối với cái nhu cầu nhà ở thì gần như là chúng ta kiểu gì chúng ta cũng phải ở mà. Tôi nghĩ rằng đối với nhà đầu tư chúng ta hiện tại bây giờ đang rất sáng suốt. Bởi vì dịch Covid này chắc chắn là nó sẽ là diễn ra ngắn hạn chứ không phải là dài hạn. Cái vấn đề này nó ảnh hưởng thì nó chỉ nằm trong cái ngắn hạn thôi, và chắc chắn nó sẽ bị đẩy lùi. Nếu như 1-2 tháng mà nó được đẩy lùi thì chắc chắn rằng mọi việc chúng ta lại đâu vào đấy, mà lại có thể là nó sẽ lại mạnh hơn nữa. Như anh vừa phân tích thì có vẻ như thị trường bất động sản đang ở giai đoạn nén lại và chúng ta chỉ chờ một cái cơ hội để bứt phá, đúng không ạ? Đúng rồi. Cái dịch này nó chỉ là trong ngắn hạn, nó đang bị nén xuống thì nó chỉ chờ một cái, khi mà nó hết cái đại dịch thì nó gần như là một cái lò xo nó bị bung ra. Đấy, thì lúc đấy cái thị trường của chúng ta nó rất tốt. Rất cảm ơn anh với những phân tích vừa rồi. Rồi, cảm ơn Diễm.